Ủa trời, bữa nay bà má đi ra ngoài luôn kìa. Đi lên như ngoài luôn. Huy đang edit video trong phòng thấy giọng bà bá ở ngoài đây. Ủa bà bá nằm trong phòng không mà sao bữa nay thấy đi ra ngoài rồi? Gì mà đi từ trong phòng ra đây luôn vậy, ngon lành vậy? À, hôm qua là Huy cũng có xoa bóp cho bà bá cái xương sống á, cái này nó vô cái khớp á, nó kêu cái cốc một cái vậy đó, gọi là đi được luôn. Làm phải làm liên tục mà không làm. Thôi vậy đi vô phòng hả cha? Ủa, đi quay lại hả? Đi về vòng lên xuống nè. À, thì cái ngồi đây ta ngắm cảnh đi, ngắm cây cỏ rồi. Có cái này nó dễ đi nè cả nhà ơi. Tới giờ mày bấm huyệt của tao chưa? Con edit xong cái quan bấm huyệt cha. Đó. Bây giờ đi ok rồi đó cả nhà ơi, đi có lực á, chân đi có lực rồi đó. Chắc tại hôm qua ăn ghẹ. Tháng mới đi được. Chắc hôm qua ăn ghẹ nó vô canxi đó. Đứng được nè. Đó, ghê vậy. Gì được rồi, còn gì nữa, mấy ngày chắc, đầu nữa. Chắc tuần nữa là cho đi bình thường. Mấy ngày đầu tiên luôn đó. Con nghỉ một tuần nữa là cho đi bình thường. Quyết tâm lắm đó. Quyết tâm lắm á, mi. Chứ đâu có ai tập được ngày đầu mà đứng được, đi được gì đâu. Vừa mới về nhà là... Đã liệt hết trơn rồi, giống như người ta biến nó không có còn biết cái gì nữa trơn á. Cái chân mà bá lâu quá không đi á, nó bị tê với cái chân á. Tê với hai bàn nè. Giờ bẻ lá lốt vô nấu với gừng á. Hôm qua là dùng dầu nhãn của anh Di á, xoa bóp. Rồi bắt đầu là sữa. Ấn một cái một, nó làm cái cốc một cái rồi xong bà bảo là ừ, khỏe rồi đó. Còn ở lưng giữa nữa. Còn ở lưng giữa là lưng phải giữa từ từ ra cái cục ở dưới, ở lưng giữa lưng đó. Ở ở sau này đây. Cái lưng của bà bảo là ở đây nè, nó có một cái cục nhô lên bự lắm. Đó. Rồi cho đi xuống dưới đi. Mình đi quay lại đây. Mình mấy ngày đầu tiên đi nó tập đi đó. Vậy là cũng có đi dập trời. À không, chắc tuần nữa là ok rồi, tuần nữa là ngon lành. Một tuần làm mới chỉ có cứng à. Thì cứng đúng không? Một tuần nữa nhiều khi ông cặn cây này nữa. Không có, một chỗ không có té chết à, té cái là gãy xương á. Về tới bến. Về tới bến nhà mình thôi. Cho dĩ tâm thần đi. Dạ ok, vậy tập được rồi. Tự tập được luôn rồi, đâu cần ai đỡ nữa đâu. Mừng quá. Cũng nhờ cái nhà động viên mình mới sống qua cái con trăng này. Ê, cái năm này. Nó nói chứ cái lời động viên nó ghê gớm lắm. Bác sĩ lúc mà đưa cha xuống bệnh viện Phú Quốc là bác sĩ lắc đầu không? Mà bây giờ nói gì nói nha, sẵn đây thì cũng cảm ơn bệnh viện của IMED á. IMED là ủa? VinMed. VinMed á? Vin. VinMed á? VinMed. VinMed là Vinber hả? Vinber, VinFed gì đó. Ừ, đó. Thì bây giờ mình biết cái gì đó. Là bác sĩ Đạt với lại rồi đội gì, đội ngũ của em? Đội ngũ bác sĩ đi. Đội ngũ bác sĩ coi như là về cái gì dưỡng đó, điều dưỡng. Nhưng mà phải nói là tuyệt vời nhất là bác sĩ Đạt. Bác sĩ Đạt quá tuyệt vời luôn. Phải nói đảm nhiệm cái ca này cứu tôi sống, tôi phải mang ơn. Chứ ca này lắc đầu không đó. Ca này là lắc đầu, ở đâu cũng lắc đầu hết trơn. Chỉ có bác sĩ Đạt nói chắc ở trong bụng bác sĩ Đạt cũng có duyên với mình sao á. Bác sĩ cũng nói là 3 ca là 2 ca là đi rồi. 2 ca trong ngày đó đi rồi đó. Giống mình luôn. Mà sao ca mình mà lớn tuổi mà sống mình không biết sao nữa. Dạ, bác sĩ nói là cha có tập gym, có sức đề kháng cao. Đề kháng. Thì cũng mới đang tập đó, dở tạ cái 100 kg đó, giờ tự nhiên qua 2 biết sao phát bệnh đó, chứ đang còn lực dữ lắm. Thôi nói gì nói thì cũng quên cha, cảm ơn bác sĩ Đạt số 1. Một. Tôi bấm cái nhà đây là Huy xoa bóp bấm huyệt cho bà bá bằng dầu nhãn của anh Duy nha. Dầu nhãn này là làm từ ở trên bệnh viện ở trên Sài Gòn á, tới về đây vẫn còn xài. Chấm đi, ta cầm nhé. Đó, chấm gì? Chấm dưới anh thôi. Đừng có đổ ào cái chết luôn à. Cái này phải có dầu dừa để cho nó trơn á.
để rồi lật lại, kia lật nè, nãy nó chụp cứng rồi nha. Rồi giờ tới cái môn kéo cổ. Hồi nãy là vô một khúc ở dưới xương khu rồi đó. Còn bây giờ còn cái khúc cái lưng bị nó bị độn lên. Dân lột luôn trời. Nội ơi. Vô ha. Dắt tới xương ấy luôn. Tới xương khô luôn. Mà ơi. Tới công chuyện luôn rồi. Mà điều luôn á trời. Thằng này nó giống thấy tôi lúc mà tôi hay gượng á, nó không chịu giật. Lúc nó thấy mà nó giống mình nó thấy chân chui rồi đó. Nó giữ lại cái nó giật cái luôn. Rồi mình đâu gượng được đâu. Nó đi đường gác luôn. Con kêu cho thở đó. Cha bắt đầu nó hít thở là cái người cho thả lỏng rồi. Mà cái này ngon lắm sao vậy? Ngon nha. Vừa cổ mà vừa giờ cái này là mai chạy bộ luôn á. Ngày mai chạy marathon luôn á. Thầy ở đây kiếm thầy ở đâu nữa ta? Rồi lấy giá xin thôi, lấy tâm sự thôi. Thầy năng tiền không được rồi. Ăn tiền là chị không có hay đâu đó nha. Rồi còn cái micro rồi. Thôi bây giờ nói lại là tôi không ăn tiền đi. Rồi còn cái micro. Đó là nhà nào hay không, hay cho chàng có hay tay. Không hay đi, chàng có tay ha, cho chàng có tay đi đếm một hai ba má. Đây là Võ Hoàng Huy nha. Võ Hoàng Huy nha, không phải Võ Hoàng Huy đâu. Võ Hoàng Huy đâu, bây giờ mặc vậy, bây giờ khỏi cần lấy thêm nữa được không? Bật vậy coi. Trời ơi, nó đã gì đâu á trời ơi. Mình làm cho nó sốt sắng coi. Rồi. Chứ mà làm cái xuống đó mới bật được á. Vậy hả? Chặn nó vô một cái rốt luôn trời. Hồn luôn trời. Con giật cái ngớ người luôn. Quá trời luôn. Không ngờ mà nó đi xuống khu luôn. Lúc đầu á con đâu kéo đâu biết sao. Người đâu giờ lại coi. Người không dám thở, đứng thở. Đâu giờ lại đây cái nó còn gù không? Còn chứ. Ờ coi nó có bớt không? Không, tôi ngồi bình thường nè, coi bớt không? Vô ngày. Không? Bớt được không? À, nó đỡ rồi, nó đỡ gù rồi. Hồi nãy có cái gù gù. Ngày lâm thì nó sẽ từ nó sẽ giảm vậy thôi. Mà không có dám làm nhiều đâu, làm nhiều nó ảnh hưởng á. Không, hai ba bữa hay làm ha. Có đâu, ngày làm môn này môn kia. Làm môn này môn kia thôi chứ đâu phải đè một môn làm ngoài đâu. Không, thầy đây đi đâu nữa ta? Vỗ bằng quy. Rồi, kéo lưỡi thôi đi. Vậy? Kéo lưỡi đi. Kéo lưỡi. Kéo lưỡi nè. Cái chuyện thôi bị đó. Ôi, à có, kéo lưỡi ra chữ mới giữ nữa. Rồi, kéo lưỡi rồi chữ ác nữa. Rồi, cả nhà ơi, giờ là Huy chuẩn bị xào huyết cho bà bá. Đây, xào huyết cho bà bá. Xào huyết chế tỏi. Nhưng mà được cái xào huyết ở đây á, mình mua là người ta rửa sạch cho mình nha cả nhà. Người ta chà cho mình rồi đó. Mình không cần chà nữa. Mày rửa lại, mày rửa cũng 4 nước rồi đó. Mình chỉ cần rửa lại cho mình kỹ rồi mình rửa. Không kỹ thì mình ngâm nước muối chút xíu rồi mình xả mình đem lên mình nấu luôn cũng được. Thì làm cái món này cũng ngon á. Tại con làm con ăn thử rồi. Con tập liền ở nhà trước rồi. Nó có trình độ sẵn rồi. Con thử tỏi chưa? Chưa, con nghe cho nó khô. Cái dao đỏ rồi, bỏ vô nha.
dầu thôi. Tỏi á con. Con thử tỏi được cho nó vàng quá nha. Nó hơi trắng trắng thay thơm rồi được rồi. Thử tỏi chưa? Cho nó hơi thơm thơm rồi được rồi, không cần để cho nó vàng nữa nha. Chín luôn thì để lâu. Dạ mày chưa làm chín. Nhưng mà cái này là nó đã chín rồi. Còn máu là xào chút xíu nè. Dạ được rồi đó. Được rồi đó. Máu ăn nó mới bổ. Được nha. Ừ. Rồi nhìn quá hấp dẫn. Cắt lửa đi, cắt lửa đi. Hấp dẫn cả nhà. Cắt lửa để nó xé. Đây. Xúc ra đem cho bà bá thôi cả nhà. Cái này là mình bà bá sẽ ăn không hết. Thì ổng ăn hết thì mình ăn. Làm nhưng mà có bữa nay có làm bánh canh nữa. Mẹ Huy làm bánh canh nữa là làm bánh canh ăn với cái này luôn. Ừ. Đó, bánh canh là nấu nước súp để sẵn vậy đó, chừng nào ổng đói bụng ổng kêu nấu cho ổng ăn thì nấu. Vậy đó, cái gì cũng nấu sẵn hết á. Thì nấu canh rau nữa, nấu canh rau, ổng ăn cơm. Bình thường là Huy ít có nấu ăn là do mẹ Huy nấu ngon hơn. Cho nên là bếp chính không có cho vô. Nhưng mà từ khi bếp chính đi Sài Gòn lâu quá là bếp phụ là lên nhoi rồi. Ở nhà là Huy tự đi chợ, tự nấu ăn, điều chỉnh đồ ăn nha. Con vớt mấy cái tỏi đó là vô luôn, cào cào mấy cái tỏi đó vớt bỏ vô luôn. Rồi con vớt cái đồ ăn. Cái tinh tí là nằm đây. Cái này ta kêu bằng kéo tỏi thì nó phải nhưng có mà tỏi chứ. Cái này con phải đổ một miếng nước vô nè, nó mới có cái nước kẹp kẹp. Không, con không có, ấy nước không có được. Cái nước vô nó không có ngon đâu, nó mất chất của người ta hết. Để vậy nó giữ nguyên cái chất ngọt của nó trọng á. Giờ nè, bưng vô chưa? Rồi, đó, nè. Kệ cha mày ra, ăn cơm thì bữa nay Út Huy làm món đặc biệt để bồi dưỡng cho cha kìa. Nó tự làm luôn đó. Nè, để coi nè. Bà má giờ là khỏe cỡ nào cho cả nhà coi. Xương sống là hôm qua là ra một đường rồi đó. Cũng nhờ ông thầy Út Huy. Nhờ ông thầy Út Huy mà cái xương sống nó vô được rồi. Đau đi cái nạn luôn hả? Không, cái nạn chưa, từ từ. Đi cái này nó dễ hơn. Tại sáng bà bá có thử là đi hai cái đi được cây nạn luôn. Chứ mấy bữa nó nhức lắm. Huy nó kéo ra xương nó dớp vậy đó. Hồi sáng này bà bá ngồi được một tiếng đồng hồ luôn đó nha. Tiếng đồng hồ luôn đó. Ngồi sửa cây nạn. Là lấy cây nạn siết ốc. Bữa nay làm gì cho Trang vậy mày? Đó cho tới đi. Tới đây nhìn thấy. Ngồi đâu đây? Đó ngồi trên cái chỗ bự bự đi. Dạ bự bự nha hả? Ừ. Trời ơi, bỏ cái nạn luôn rồi. Ê, bỏ cái đồ tập đi ra luôn rồi. Đó nha cả nhà. Lòn vô hả? Vậy được rồi, vậy được rồi. Rồi, xa quá, ăn không tới. Được. Xương sống nó vô rồi. Xương sống nó vô á. Nó vô rồi mới
nó mới khỏe. Vậy thầy đi đi đâu nữa, có thầy Út Huy đây rồi, cũng mừng. Cái này cũng không chờ cho mày có cái tay nghề. Nó nói nó làm Võ Hoàng Huy mà. Võ Hoàng Huy á, đừng có làm Võ Hoàng. Chứ không phải là Võ Hoàng Yên. Đừng có làm Võ Hoàng Yên nha. Rồi đó, bây giờ bà bá là lâu lắm rồi mới được ngồi trở lại để qua YouTube để ăn cho cả nhà coi đó. Trời ơi, không ngờ đi được luôn kìa. Em quên cái đi vô luôn. Ừ. Lỡ rồi. Nè, có cái người kho nè. Là bà bá thích ăn cái người kho nha. Nè, con trai chị làm sầu huyết, chế tỏi. Còn cái món này là thịt ba chỉ. Là thịt ba chỉ. Cá mặn. Cá mặn. Mà tại vì á, ổng ăn á, nó sắc miếng bự, ổng ăn được sắc trẻ nhỏ, mình đi cho dễ ăn. Rồi ăn chung đi. Lúc cái con kẹp xuống hôm qua mắt nó giật á. Là đi được. Là đi được. Không, ngồi bật vậy luôn, được luôn. Chứ không còn có vụ mà cái sự nữa. Còn tự nhiên bữa nay cái con mắt giật bỏ nạn đi đi luôn. Dạ. Dạ, mời cái nhà. Rồi, mời cái nhà ăn nha. Cả tháng rồi mới được có video mời cái nhà ăn vậy nè. Đâu rồi, mời cái nhà ăn đi chơi. Thôi gần cả tháng rồi, đâu có clip gì đâu. Thôi bây giờ nè, thôi mình cũng xin mời các cô chú anh chị, các con các cháu. Thôi bây giờ nói chung là tóm lại là cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình. Coi như là bữa nay món sầu huyết bồi dưỡng. Đó, bồi dưỡng cho cả nhà luôn. Đó. Rồi cho ăn thử đi. Cha thử coi nó vừa cho tại nãy con đi xong con cũng thử nữa. Bóc đi, ăn bóc nha. Thì cái này sạch sẽ. Bóc đi, tại vì phải bóc mà. Tại vì đâu có bệnh gì nhiễm gì đâu, bình thường. Mình không có bệnh gì truyền nhiễm hết. Rồi, mình chỉ có lọc. Cả nhà ăn cơm chung với gia đình mình. Chỉ có cái bệnh lọc máu hai lần thôi. Châu gỡ không có cái tay không gỡ được rồi. Không có. Gỡ miệng được. Không gỡ không được. Gỡ giật đi ha, được không? Mấy con đã hé hé hả? Nè, chỉ gỡ đó. Không gỡ được, này chín quá ha. Ừ, thì bỏ vô chén để chiên nước lắm á. Con xào mới có 5 phút, ông được 5 phút nữa. Ừ. Mang để con ăn thử coi, con chưa biết cái vị nó làm sao nữa. Này con nêm nhưng mà con chưa ăn thử. Dạ, con ơi, em ăn đi em ơi. Ăn đó, đi. Ăn đi. Nó cua ta kìa, nó còn máu luôn á. Ông ngoại rồi đó xào là, ông ngoại là phải còn máu, ông ngoại mới chịu nha. Xào à. Hết máu là ngoài không chịu đâu đó. Hơi mặn không cha? Nguyên mã trăm lạc, ở ngoài mặn trăm lạc. À cái vỏ nó bị dính muối nhiều á, còn ở trong thì bình thường. Muối đâu, hồi nãy đi có xíu xuyên muối à. Do trò huyết này cũng chưa bị. Ngâm muối hả? Do ngâm muối phải không? Trò huyết này cũng chưa bị bự đâu nha. Cái gì là cũng tương đối rồi đó, 180kg thôi đó. Nè, mẹ Huy đi chợ mua 180, nhưng mà Huy đi chợ mua có 130, 150, 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
hơn, nhỏ hơn. Trời vậy luôn, con ăn rồi, con mua về con làm thử con ăn mà. Có mà, có ngoại có bán. 150. Có, mẹ đúng. Mua mà mẹ lựa kìa. Con còn sống không à? Còn sống luôn. Còn sống không à, chứ không có bị ngọt, bị gì chứ. Thôi bây giờ không có nói nhiều, nó ăn đi, cho nó ngon miệng đi. Cô cám mà chừng nào chừng nào mà nó lạc quá hãy nút cái vỏ mà tại cái vỏ không mà trong lạc thiệt chứ bộ mày ăn cái thịt xong rồi nút cái vỏ cái là nó đủ vị chung lên vị được rồi ta cũng chịu cái mặn mặn gì nè quá chắc cái này nãy con nên con không có thử nữa mà ăn thấm thấm bổ mẹ này chắc ăn cơm gì ăn cao nha ăn ăn rau bữa nào cũng phải nấu mà canh rau để cho ông ăn dễ đi cầu chứ mà bón gì lắm tại vì á hồi hôm qua lúc mà phải kéo cái xương sống rồi đó là lúc mà dời vô cái xương sống là chính giữa có thằng nhô lên cục như cái là núi vậy gì đâu đâu xương sống đâu thi công để nó làm như nó đỡ nhiều lúc mà kéo là cái một là cái đó nó sẹt xuống bớt nó vẫn còn hơi hơi nhô nhô nhưng mà nó từ một cục nó chia ra thành hai cục giờ bây giờ tôi hỏi ông thầy nè
còn còn lành nữa không, còn kéo nữa không? Cái đó phải chờ chờ nó hồi phục chút xíu đã. Tại khi mà mình mới kéo xương ra, hồi nào giờ chưa thấy từng thấy mà xương nó làm ướt 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 dắt dắt trời nó nên ra một cái hết hồn. Tại khi chắc mình kéo xương ra nha cả nhà, là kiểu nó bị đôn lâu ngày quá, nó bị viêm, mệt nằm đi tính nằm rồi, bệnh nằm, cho nên là phải chờ nó hồi phục lại đã. Tại vì cho bà bác cũng định đi thầy ở Sài Gòn á, nhưng mà sức khỏe còn yếu cho nên mới về Trung Quốc. Nhưng mà về Trung Quốc là Huy sửa đúng không ạ? Đỡ mới lên sửa người ta. Ngày này đi đâu ra người ta? Ngày bà bá chuyện của Huy. Gia chuyện con nói. Gia chuyện con nói. Hồi trước không? Hồi trước bà bá chỉ cho người ta. Thấy giờ bà bá bệnh không ai chỉ. Thôi bà bá bệnh. Bà bá phải chuyện bà bá Huy. Đã kiền là trong quyền. Mà cha chuyện con đấu chị ra bao giờ đâu. Ừ. Chị yêu cha luôn, là người đầu tiên luôn. Thế sao đau đớn quá vậy? Làm đại cho con đừng có sợ gãy xương cái gì. Chỉ sao học sao làm vậy đi. Không phải là hồi đợt con có làm rồi. Con có làm cho bà nhiều lần rồi. Mà nhắc tay. Nhắc tay. Nhưng mà không có làm cho người ngoài thôi. Làm cho tao nó giống. Mà mình còn mà nếu mà từ tính ra là mình làm mình sửa xương khớp này ra là mình sửa cũng mấy chục năm á, mấy chục năm á, hai mươi mấy năm đi lên không ít đâu, hai mấy năm nay rồi đó, có hai chục năm rồi. Sửa xương khớp rồi. Có ba mấy năm luôn hả? Có sửa xương khớp thôi mình tính ba mấy năm, ba chục năm rồi đó. Nói chung là mình làm cũng mình người ta nói gì cái gì mà thầy dở đỡ sớm gì vậy đó, nói chung cái gì cũng làm được, cũng giúp được cho xã hội. Mà người ta nói là cái nghề mình làm giống như là cái nghiệp mình trả, mình chỉ cho người ta là nhiều khi người ta bệnh gì mình bị bệnh đó. Nói chung là cũng hơn sao mà hồi đó lúc đó là tính dễ nhỉ, lúc đó bệnh quá giờ bắt đầu mới triệt chỉ là cháu Phi. Nói sau này á tính là mình mà có bệnh này á, giờ không biết đi đâu mà sửa nữa, mà chị nữa. Cháu Huy nó nắm qua hết. Đó, chị, mà chị lại chị cháu Huy làm mà nó nhát tay lắm. Rất là nhát tay. Làm như bẻ xương sống bẻ ngang mà không dám bẻ nữa, nhắc nhở nhắc nhữ không à. Giờ giật kéo cầm cổ này kia cho nó nhắc nhữ mà. Mấy chị đó cái phần tâm lý trước. Tâm lý định hình cho cái đường thẳng để mà tính toán để mà giật đó, chỉ hết trơn kinh nghiệm luôn. Rồi bây giờ Út Huy mới làm được đó, thấy mình đau đớn quá Út Huy cũng dán làm. Rồi khi làm mình để cho làm, mình nói cứ dạng tay lên đừng có sợ, giờ nó thành công luôn đó, bước đầu thành công luôn đó. Hôm qua ngày thứ mấy không nhớ, hôm qua thứ mấy nè? Hôm qua là ngày thứ hai thôi. Giữa bữa thứ hai phải không? Ngày đầu tiên là vì ấn cái xương khu, ấn cái xương khu bà bá thì nó vô cái cớp cái rồi là rất là ngồi được, là một chứ là chở người được với ngồi được một cái xíu. Đó là cái đó là một hả, cớp một hả, ít một. Rồi cái ngày thứ hai là ngày hôm qua là Huy là cũng ấn thêm một cái xương khu nữa, là thêm cái cớp cái nữa với lại kéo cái xương vô lời năm 1 5 4. Còn sau ngày hôm qua là hiện tại đang phục hồi, chưa có làm gì hết, mở massage rồi thôi. Thôi thì nói chung có con nó biết chút đỉnh để mà chạy. Nhưng mà không có chị cho người ngoài đâu nha, tại vì gia đình á, tại vì cái nghề này nó ấy lắm, mình chị đó, bà bá cũng chị cho bà con cô bác mà không có lấy tiền á, chị cho bà chị bệnh cho người ta, nhưng mà tới bà bá bệnh là không ai đó. Nhà bà bá bệnh là bệnh của mấy người bà chị hết luôn á. Đó, tại vì Huy quan niệm là mình chị cho người khác là mình nói chung là mình làm mình trái ý trời đó. Chung bây giờ mình nói giỏi với các cô chú anh chị ha, các con các cháu ha, mình là thầy sửa xương khớp nên mình giấu, mình không nói
lúc mà bệnh mình cũng không nói luôn, mình chấp nhận đi chỗ khác đi trị thôi. Với lại Úc Phi mấy lần á, mượn Úc Phi làm á, nhẹ quá, làm nhát tay quá làm không được. Bây giờ là bắt đầu chuẩn bị quyết định để đi đất liền á. Bây giờ đứng không được, đi ngồi không được rồi, nó nhức cũng lắm rồi. Rồi đạp lại cho quýt khối. Thôi. Vậy cỡ nào? Không, nói là nói như vậy đó, nhưng mà nói tính là coi như đi sửa xương khớp á. Giờ Úc Phi mới nhớ là đó chỉ dạy rồi là kia lớp lam hết rồi. Giờ nắm quá trơn rồi. Rồi quyết định. Một phát ăn luôn. Một phát lụm luôn. Giờ ngay luôn. Giờ vỗ Hoàng Quy lấy lụm lẩu luôn. Ngay ra luôn. Rồi vỗ Hoàng Yên ra ngoài luôn. Hồi xưa là bà bác có kéo lửa luôn nè. Chị cho người nói chuyện không được á. Có kéo lửa luôn. Để nói cho nghe. Cái vụ này là tôi chứng kiến nhiều rồi. Hồi đó anh chị cho ta là cái người mà bị tai biến á, nó thụt cái lưỡi vô trong á, nói chuyện không có được. Tức là không phải bẩm sinh, phải bị bệnh. Nói chuyện không có được là ở gì đó. Giờ anh nắm cái lưỡi á, anh mấy lần anh kéo ra thì người ta nói chuyện lại, nó rõ lại. Đó. Nó làm vậy. Chứ không phải hàng trăm mà ấy mà làm được. Cái gì cả nhà cũng thông cảm nghe, mình làm thầy với mình giấu. Tại vì biết sao? Chứ nói ra cũng giúp đâu có, giúp được cái gì mà dạy cho chỉ cho Quy rồi. Mấy lần Quy vô làm xuyên xuyên lớp lớp không đâu vô đâu hết trơn á. Nó làm trời nó ngộ lắm. Làm cũng cho làm nữa giờ xong mà mấy. Thôi. Giờ mình mới quyết định là thôi phải đi kiếm thầy rồi. Mà thấy thầy cũng bẻ ghê quá, bẻ mạnh quá. Mình nhẹ nhàng yên máy lắm. Mình nhẹ nhàng yên máy lắm. Con nhẹ nhàng mà. Tôi nói thở đi. Cái thở đi. Thì thở cái này mình giúp một cái thôi. Lúc mình bệnh đó, mình vô đó, lúc Quy đi đó, mình nằm đó, trong Quy làm bệnh đó, mình coi như cái người giống như là người bệnh không biết cái gì hết trơn á. Coi như thở lỏng, cái đầu óc không biết nhiều. Tới bên mình có ông thầy rồi, nói tự tin như vậy đó. Rồi cuối cùng công nhận, phải nói là cái kết quả mà đền đáp phải nó xứng đáng. Kéo cái đó là nuôi hai mấy năm xứng đáng luôn á. Kéo cái đó là nuôi hai mấy năm là xứng đáng luôn á. Kéo cái đó là trả lỗ luôn rồi đó. Chứ mình làm này cũng ba mươi mấy năm, nó bắt đầu tính 30 năm thôi là xuyên suốt luôn đó. Sao mình mới nghĩ đây đó. Bệnh mới nghĩ. Bệnh mới nghĩ đó. Chứ bệnh mà người ta bị hoài luôn. Tại mình có bị điểm là té, lành nhà té. Té ghế, cái té cầu thang, té đủ thứ trơn, nó té thấp nhang, té từ trên té xuống, dậm xuyên khu, ngồi chỗ rồi đó, hỏi lấy giùm đơn nhiên sống. Ba hàm té, tại gặm mà. Tính ra bị cái... Té nhiều nhất trong nhà. Tính ra bị thoát bị điện này cũng 5-6 năm ha. Bắt đầu, nhà trước cất nhà nữa, nó đã đau rồi. Đó, cất nhà này giờ mình nở mấy năm rồi. Cấu năm rồi. Bất rồi. Nghĩa là đó anh chị bệnh cho anh ta đứng sai tư thế không? Không phải sai tư thế. Bẻ, té nó đã bị đôn rồi, nó bị chặt rồi. Giờ cũng thấy người ta đau đớn mà dám làm. Có giọt kéo cho người ta mà người ta không kêu, bà tay mình kêu. Nó khổ. Đây tôi lột cho nó chắc ăn, cho nó lẹ. Rồi bà bác chị bệnh mà có người phải bóc nố luôn á đó nha. Bóc nố luôn á. Giết sợ quá là trốn. Xếp hàng á, người ta xếp hàng mà người ta bóc số luôn. Mà người ta cãi lộn nhau luôn á. Cái gì nó tới lộn luôn á. Vui lắm. Cãi lộn về cái đầu nó sợ quá nghỉ. Chào quân lĩ. Nghỉ chốt chỗ khác rồi băng lại nữa. Công an bắt sao? Mình đâu có bằng bung gì. Tại đó xưa đi lính ở bên Cam bệnh á. Bên Cam giáp Thái bệnh á. Thì được thầy truyền. Thầy truyền chứ không phải không phải thầy truyền đâu. Mà thầy... cái này là cái gì gọi là gì, đại phu á, dân gian á. Chứ mà tại vì mình không có bằng cấp gì á, cho nên mình làm nói chung bà con của bác mà thấy thương á, cho tiền, coi như là nó nói chung trả tiền mà không có lấy, ăn tiền cũng không có. Người đây người ta cho á, đời lúc đó khổ quá. Người ta cho nhét đại gì đó, rồi á 100, 200, 50 gì đó. Rồi lấy tiền mua gạo rồi nuôi con. Đó là làm dữ lắm. Một ngày làm 8 triệu có 20 người bệnh đó. Rơi một mình nên đó.
mà ai không có tiền là bá cho luôn, khỏi cho luôn, nấu mì cho ăn luôn, tha phê cho uống đi về luôn. Nhiều khi người ta bỏ người ta cho mình 10.000 mà cũng ok, không có sao hết. Cái đó là người ta trả tiền thuốc lại mà. Lúc cho đó mình không có lấy ăn tiền. Lúc đó cha mình có lấy thuốc dụ, thuốc đầu rồi bổ thuốc dụ rồi dầu rồi nọ. Mà cũng không muốn lấy tiền ai chứ. Gừng, con nọ. Mà bây giờ bà bán nó cho bà bán khỏe lên từng ngày luôn á cả nhà. Mỗi ngày mỗi phép. Ngày đầu tiên về là đi là phải có người dìu. Có người dìu vô cái phòng luôn. À, thậm chí là cái gì lên ra xe hơi mà lên khách sạn thì cũng phải có người nhiều bước ra. Nhưng bây giờ thì không, tự làm hết. Bây giờ tự đi toilet được rồi. Ngày đầu tiên giờ chưa làm gì. Ngày thứ hai là bắt đầu tự ăn, ngồi ăn được. Nhưng mà mình đi toilet thì chưa. Cuộc sống nó còn đơn mà sao đi đâu được. Ngày thứ ba là ngày vô hớp đó. Là đi toilet rồi tự đi rồi đi ra đi vòng vòng rồi luôn, mới có quay lại hết á. Bây giờ đi toilet thì đi tắm đồ lên luôn, được luôn. Ê, nhớ cả anh, nhớ miếng áo à. Chửi mẹ. Mấy kia tự làm được hết cho anh rớt với trời. Mấy khen. <đen. cười> Vô máu nhiều quá, không biết có chồng chồng có máu lực, máu quên rồi. Lúc mình bệnh nặng cả nhà, mình nằm cháu này cháu riêng á, mê mê không biết gì chứ, mình mắc ồn nữa, hỏi vậy giống như em bé vậy mới sinh ra vậy đó, không biết đi gì chứ. Bây giờ á là tại vì cái bệnh này á, rồi nó hay thiếu máu á, không thiếu máu chứ, bác sĩ nói là cái bệnh này là nó bị nó thiếu máu, nó làm cho người thiếu máu á phải vô máu, vô hai lần máu á. Rồi cả nhà, bây giờ thì clip tới đây cũng đã kết thúc rồi. Hy vọng là cả nhà sẽ thích clip hôm nay. Và đây cũng là clip cập nhật tình hình của bà bá. Đó thì hy vọng cả nhà sẽ đón xem những video clip sau của Huy nữa. Là Huy cũng định lên dự án rồi đi chơi rồi. Huy có tiền được mấy cái chỗ đi rồi sông nước rồi đẹp lắm. Đi bè đi thúng rồi ra sông rồi nhìn cảnh rồi. Nhưng mà bà bá bị thì chờ bà bá hồi phục rồi sẽ đi để quay cả nhà cái cảnh nó ở ngoài nha cả nhà. Là Huy có lên kế hoạch sẵn rồi nhưng mà do bà bá bệnh đột xuất thôi. Khỏe mạnh đi rồi bắt đầu sẽ đi rồi. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye.